Xin được kính chào quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau, thậm chí là với mỗi người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc đời, không ai giống ai. Thưa quý vị, nhiều người phải trải qua cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể nào trả hết nợ. Vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề cho những người này phải đau đầu. Nhưng những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chứ trong tháng 3 âm lịch này thì chắc chắn thế nào bạn cũng sẽ trả sạch nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền giống như trước kia nữa. Nợ mấy cũng trả hết, và đã thế, chúng ta lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 3 âm lịch tới đây. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Tuổi Nhâm Ngọ tháng 3 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo rằng nợ nần bao nhiêu cũng trả sạch, đuổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Vâng, và trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Còn bây giờ thì sẽ là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Nhâm Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Nhâm Ngọ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ. Họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng chỉ cần bản thân mình còn có thể. Không hành động thì thôi, người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Thời gian này, một số người tuổi Nhâm Ngọ có xu hướng tìm việc làm thêm. Tuy nhiên đây chưa phải là thời điểm thích hợp vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí là làm những việc trái pháp luật mà không hề hay biết. Để không tự đẩy bản thân mình vào những tình huống nguy hại, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, bạn mới có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp giáp Dương Mộc nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi tuổi Ngọ năm 2022, với những Nhâm Ngọ đang ngồi trên ghế nhà trường, việc học hành tiến triển thuận lợi, gia chủ có thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra và bước sang trang mới của cuộc đời. Vì vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều nên bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi. Tốt nhất hãy giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háu đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên, thầy cô. Vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính nhìn chung bình ổn, bạn có thể kiếm được những đồng lương đầu tiên, cho nên đây có thể coi là một dấu hiệu đáng mừng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của cha mẹ, người thân, cho nên cuộc sống nói chung là ổn định. Người tuổi này nên học cách chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch rõ ràng, tránh dùng tiền phung phí cho những mục đích không thực sự chính đáng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế, cùng với đó chính là một
vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi của phong thủy lục tài cho thấy, người tuổi Nhâm Ngọ chủ yếu có sức khỏe tốt trong năm 2022. Có điều cần phải giữ tinh thần lạc quan, hăng hái, tích cực khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Gặp khó khăn cũng không nên chán nản, thất vọng, suy nghĩ quá nhiều, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần. Đặc biệt, nam mệnh còn trẻ tuổi nên dễ nóng nảy, chú ý tránh xô xát với người khác, nếu không dễ bị thương ngoài ý muốn. Cần chú ý, mặc dù ít ốm đau bệnh tật, nhưng khó tránh khỏi bị té ngã tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kiêm nhiệm quá nhiều việc cùng lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào cũng không hay. Người tuổi Nhâm Ngọ còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Ngọ hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Mối quan hệ xã giao của những người sinh năm 2002 mở rộng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Không chỉ có các mối quan hệ bạn bè mà còn có cả quan hệ đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới. Cần chú ý cách cư xử để gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Mệnh chủ Nhâm Ngọ có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ rằng mình sắp tìm thấy đường ra. Cẩn thận, cẩn trọng, kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà không hề hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Mùi, hình Thìn, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ, tuổi Nhâm Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 3 năm 2022,
tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Nhâm Ngọ 2002 trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Nhâm Ngọ. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm, vững bước trong tháng 3 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công, bình an trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.